Lúc bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có các Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, không có sức phương tiện thiện xảo, nên chứng thật tế thủ quả thanh văn hoặc quả vị độc giác? Có các Bồ Tát tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, có sức phương tiện thiện xảo, chẳng chứng thật tế mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát xa lìa tâm trí nhất thiết trí tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thì các Bồ Tát ấy vì chẳng nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, không có sức phương tiện thiện xảo, nên chứng thật tế thủ quả thanh văn hoặc quả vị độc giác. Nếu các Bồ Tát chẳng để tâm trí nhất thiết trí tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thì các Bồ Tát ấy vì nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, có sức phương tiện thiện xảo, nên có khả năng nhập địa vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này Xá Lợi Tử, thí như có một con chim thân hình to dài đến 100 do tuần hoặc 200 cho đến 500 do tuần, nhưng không có cánh. Con chim ấy từ cõi trời 33 lao mình xuống châu Thiện Bộ, nhưng ở giữa đường nghĩ thế này: ta muốn trở lên cõi trời 33, thì này Xá Lợi Tử, theo ý ông thì sao, con chim ấy có thể trở lên cõi trời 33 được chăng? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, hoặc con chim ấy ở giữa đường khởi nguyện thế này: khi đến châu Thiện Bộ, thân ta không bị tổn hại, thì này Xá Lợi Tử, theo ý ông thì sao, sở nguyện của con chim ấy có thể toại chăng? Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, không. Con chim ấy khi đến châu Thiện Bộ này, nhất định toàn thân của nó sẽ bị tổn hoại, hoặc có thể chết, hoặc chịu cái khổ gần chết. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì con chim ấy thân hình to lớn, nhưng không có cánh mà từ cao rơi xuống. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói. Này Xá Lợi Tử, có các Bồ Tát cũng giống như thế, tuy trải qua đại kiếp như số cát sông Hằng, siêng năng tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, làm việc to lớn, phát tâm rộng lớn, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột vi diệu vô lượng, không chỗ nhiếp thọ, nhưng vì không có bát nhã ba la mật đa, xa lìa sức phương tiện thiện xảo, nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát ấy xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tuy trải qua nhiều kiếp siêng năng tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng vì không có bát nhã ba la mật đa, cũng không có sức phương tiện thiện xảo, nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát ấy tuy nhớ nghĩ về nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả các Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, cung kính cúng dường, tùy thuận tu hành, nhưng vì ở trong những pháp ấy chấp thủ tướng, nên chẳng có thể hiểu đúng đắn về công đức chân thật của nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của các Như Lai ứng chánh đẳng giác ấy. Này Xá Lợi Tử, các Bồ Tát ấy vì chẳng có thể hiểu đúng đắn công đức của Phật, nên tuy nghe âm thanh đạo Bồ Tát phát môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng nương vào âm thanh này chấp thủ tướng ấy, chấp thủ tướng rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Các Bồ Tát ấy hồi hướng như vậy thì chẳng đắc quả vị giác ngộ cao tột, mà trụ ở địa vị thanh văn hoặc độc giác. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát ấy xa lìa bát nhã ba la mật đa và sức phương tiện thiện xảo, nên tuy dùng các loại căn lành đã tu hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhưng vẫn chủ địa vị thanh văn hoặc độc giác. Này Xá Lợi Tử, có các Bồ Tát từ khi mới phát tâm thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí, siêng tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa và phương tiện thiện xảo, tuy nhớ nghĩ về nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ, vị lai, hiện tại, nhưng chẳng chấp thủ tướng, tuy tu tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng chẳng chấp thủ tướng, tuy nhớ nghĩ các loại thiện căn công đức của mình, của người, cùng hồi hướng quả vị giác ngộ ca tột, nhưng cũng chẳng chấp thủ tướng, thì này Xá Lợi Tử, nên biết đại Bồ Tát ấy chẳng trụ địa vị thanh văn và độc giác, mà hướng thẳng đến quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao?
Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh thường chẳng xa lìa tâm trí nhất thiết trí, tuy tu bố thí mà chẳng chấp thủ tướng, tuy tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã cũng chẳng chấp thủ tướng, tuy nhớ nghĩ nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm giải thoát tri kiến của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở quá khứ vị lai hiện tại cũng chẳng chấp thủ tướng, tuy tu tất cả đạo Bồ Tát, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng chẳng chấp thủ tướng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng mà tu hành bố thí ba la mật đa. Dùng tâm lìa tướng mà tu hành tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng an trụ pháp không nội, dùng tâm lìa tướng an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng an trụ chân như, dùng tâm lìa tướng an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy, vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành bốn niệm trụ, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế khổ, dùng tâm lìa tướng an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành bốn tịnh lự, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành tám giải thoát, dùng tâm lìa tướng tu hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát không, dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành năm loại mắt, dùng tâm lìa tướng tu hành sáu phép thần thông. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn tam ma địa, dùng tâm lìa tướng tu hành pháp môn đà la ni. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành mười lực Phật, dùng tâm lìa tướng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy vì có phương tiện thiện xảo nên dùng tâm lìa tướng tu hành trí nhất thiết, dùng tâm lìa tướng tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu ý nghĩa mà Phật đã dạy là nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa chẳng lìa dứt phương tiện thiện xảo thì Bồ Tát ấy nhất định gần đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh hoàn toàn chẳng thấy có một pháp nhỏ nào có thể đắc, đó là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc khi chứng, hoặc do pháp này chứng để hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tĩ thiệt thân ý giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được, hoặc sắc giới, nhãn